chào tất cả các bạn, hôm nay mình được quay trở lại với các bạn một kênh chia sẻ tâm năng không hoa của mình. Và hôm nay mình sẽ với các bạn cắm một bình hoa các bạn tại nhà. Đây là bình hoa mình chuẩn bị, mời các bạn thử ngắm hoa với mình.
Mình đã thực hiện xong phần cắm hoa của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ.